Trung tâm thuốc chữa COVID-19 và thực phẩm chức năng Vidover, viện nghiên cứu lên tiếng. Đơn vị nghiên cứu thuốc thử nghiệm Vidover cho rằng công ty Vinya vi phạm hợp đồng và đề nghị công ty đổi tên sản phẩm. Theo dự kiến, ngày 12 tháng 8, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam sẽ có một buổi họp báo trả lời nhiều thông tin liên quan đến thuốc thử nghiệm chữa COVID-19 Vidover và sản phẩm thực phẩm chức năng TPCN Vidover C của công ty cổ phần dược phẩm Vinya có tên gọi và mẫu mã gần giống nhau. Tuy nhiên, đến phút chót, cuộc họp báo bị hủy. Phía viện phát đi một thông cáo báo chí để giải thích. Phía viện cho biết, cuộc họp báo trực tuyến ngày 10 tháng 8 do Viện phối hợp Bộ Y tế tổ chức, công bố kết quả nghiên cứu thành công giai đoạn tiền lâm sàng thuốc thử nghiệm điều trị COVID-19 có tên Vidover. Đây là kết quả nghiên cứu của Viện Công nghệ sinh học do Phó giáo sư tiến sĩ Lê Quang Huấn chủ trì, có sự đánh giá khoa học của cơ quan chuyên môn có thẩm quyền của Bộ Y tế, viện khẳng định. Trước họp báo 3 ngày, Hội đồng đạo đức, Bộ Y tế đã đánh giá kết quả tiền lâm sàng của thuốc thử nghiệm Vidover và chấp thuận đề cương thử nghiệm lâm sàng trên người bệnh nhiễm virus SARS-CoV-2. Về thông tin thuốc thử nghiệm có tên và bao bì gần giống sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Vidover C do công ty cổ phần dược phẩm Vinya sản xuất và quảng cáo. Sáng ngày 12 tháng 8, Viện Công nghệ sinh học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã ban hành công văn số 421 để nói rõ. Trong đó nhấn mạnh, công ty Vinya đơn phương sản xuất, đăng ký lưu hành thực phẩm bảo vệ sức khỏe Vidover C là không đúng với nội dung hợp đồng hợp tác công nghệ sản xuất đã ký giữa hai bên vào ngày 20 tháng 3 năm 2020. Vì vậy, Viện Công nghệ sinh học yêu cầu công ty Vinya thay đổi tên thực phẩm bảo vệ sức khỏe Vidover C để tránh hiểu nhầm cho người tiêu dùng. Trước đó vào ngày 11 tháng 8, phía công ty Vinya có thông cáo phát đi cho biết sản phẩm Vidover C đã được Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm từ ngày 29 tháng 6. Tuy nhiên, vì nhiều lý do khách quan, chủ quan nên công ty chưa truyền thông quảng cáo cho sản phẩm này trên bất kỳ phương tiện truyền thông. Sản phẩm cũng chưa được bày bán tại các nhà thuốc. Về sự kiện họp báo ngày 10 tháng 8, công ty Vinya cho biết họ không tổ chức sự kiện, không mời cơ quan báo chí tham dự. Thông cáo tiếp tục đề nghị các báo chí, truyền thông đã đăng thông tin điều chế thành công thuốc Vidover để điều trị COVID-19 hoặc thông tin thuốc Vidover cần lập tức xóa các bài viết, cải chính công khai xin lỗi. Trên thực tế, nội dung qua lại giữa hai thông cáo của Viện Công nghệ sinh học và công ty Vinya khá khó hiểu. Hiện chưa rõ các điều khoản ký kết giữa hai bên, công ty Vinya cùng hợp tác nghiên cứu thuốc thử nghiệm Vidover hay chỉ là trùng hợp tên ngẫu nhiên với sản phẩm thực phẩm chức năng của họ. Tại sao Vinya lại có quyền yêu cầu các báo đã đăng tải thông tin tại buổi họp báo về thuốc Vidover phải xóa bài viết? Đơn vị nào mới thực sự sở hữu công thức thuốc Vidover? Phóng viên đã nhiều lần liên hệ với Phó giáo sư Huấn để làm rõ nhưng chưa nhận được phản hồi. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.